Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 11 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng Và cuối cùng là giáo huấn vui Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức Sách mới về cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco Vatican, một cuốn sách mới về cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco do Fabio Marquezze Ragona viết sẽ được nhà xuất bản HarperCollins phát hành ở các quốc gia trên khắp châu Âu và châu Mỹ vào mùa xuân năm 2024, sách kể về những sự kiện cá nhân trong cuộc đời Ngài và những sự kiện lớn nổi bật trong thế kỷ 20 cho đến ngày hôm nay. Cụ thể, cuốn sách sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2024 tại Ý, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Brazil, Pháp, Đức, Mexico, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Nam Mỹ. Đây là lần đầu tiên nhà xuất bản HarperCollins có trụ sở tại New York xuất bản một cuốn sách của Đức Thánh Cha Francisco. Sách có tựa đề Cuộc đời câu chuyện của tôi qua lịch sử. Trong đó lần đầu tiên Đức Thánh Cha kể lại câu chuyện về cuộc đời mình thông qua các sự kiện đã ghi dấu ấn trên thế giới. Từ khi Thế chiến thứ hai bùng nổ vào năm 1939, khi Ngài gần 3 tuổi cho đến ngày nay, Nhà xuất bản Harper Collins giới thiệu cuốn sách là một cuộc hành trình đặc biệt qua nhiều thập kỷ để tìm lại những khoảnh khắc quan trọng nhất của thời đại chúng ta thông qua những ký ức cá nhân của giáo hoàng. Chúng bao gồm sự sụp đổ của bức tường Berlin, cuộc đảo chính của Videla ở Argentina, phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng năm 1969 và thậm chí cả World Cup năm 1986, Nơi Maradona ghi bàn thắng đi vào lịch sử với biệt danh Mano de Dios. Ấn phẩm bao gồm hồi ký của một linh mục theo quan điểm cá nhân của mình, kể lại những năm đức quốc xã tiêu diệt người Do Thái, vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, cuộc đại suy thoái kinh tế năm 2008, sự sụp đổ của tòa tháp đôi ở New York, đại dịch, việc từ nhiệm của Đức biển Đức 16 và mật nghị bầu ngài làm giáo hoàng với danh hiệu francisco những sự kiện đó đang xen với cuộc đời của giáo hoàng đường phố người đã mở lại kho báu ký ức của mình một cách đặc biệt để kể lại với sự thẳng thắn đặc trưng của ngài những khoảnh khắc đã thay đổi thế giới trong sách có đoạn đức thánh cha nói trong cuốn sách này chúng tôi kể một câu chuyện câu chuyện về cuộc đời tôi qua những sự kiện quan trọng và nghiêm trọng nhất mà nhân loại đã trải qua trong 80 năm qua. Đó là một cuốn sách nhìn thấy ánh sáng để, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể nghe theo tiếng nói của một ông già và suy ngẫm về những gì thế giới chúng ta đã trải qua để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Đức Thành Cha tiếp tục gọi điện cho giáo dân ở Gaza mỗi ngày. Gaza, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục liên lạc hàng ngày với cộng đoàn Công giáo tại nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, nơi hiện đang cung cấp nơi trú ẩn cho khoảng 700 người Palestine đã mất nhà cửa trong cuộc chiến hiện nay giữa Hamas và Israel. Từ Bethlehem, Cha Gabriel Le Romanelli, Cha sứ của giáo sứ Công giáo duy nhất ở Gaza, cảm ơn Đức Thánh Cha đã gọi cho giáo dân Gaza mỗi ngày để chào thăm, họ xem tình hình của họ thế nào và chúc lành cho họ không thể hiện diện bên các tiền hữu của mình, nhưng cha Romanelli vẫn đều đặn liên lạc với họ mỗi ngày nếu có thể. Chia sẻ với Vatican Media, cha cho biết các giáo dân của ngài tạm ổn trong tình hình chiến tranh, ở một nơi có chiến tranh, nhưng nơi họ cảm thấy an toàn nhất chính là với Chúa Giêsu. Theo cha, họ biết rằng trên toàn giải Gaia không có nơi nào an toàn, cả ở miền Bắc lẫn miền Nam, nhưng họ cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu, sự gần gũi của ngài và của toàn giáo hội. Cha chia sẻ rằng họ có thành lễ vào buổi sáng, buổi chiều, liên tục đọc kinh mân côi trong các nhóm khác nhau và với một số trong nhóm 700 người tị nạn đang được che chở ở nhà thờ Thánh Gia. Cha đăng những lời giáo dân của mình ở Gaza xin cầu nguyện và tiếp tục các nỗ lực quốc tế cho hòa bình ở Thánh Địa. Cha nói rằng lời kêu gọi của họ được gửi tới toàn thế giới để hỗ trợ những nỗ lực cho hòa bình. Xin cho những người có tiếng nói, các nhà ngoại giao, chính trị gia, nhà báo, những người có thiện trí, những người nam nữ trên khắp thế giới không chỉ cầu nguyện mà còn hoạt động cho hòa bình. Sau các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và các cuộc tấn công trả đũa của Israel, hơn 10.000 người đã thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải di rời. Đại diện tòa thánh kêu gọi Israel và Palestine can đảm chọn hòa bình. New York, ngày 6 tháng 11, phát biểu tại Ủy ban thứ tư của Liên Hợp Quốc tại Đại hội đồng lần thứ 78, về cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông, Đức tổng giám mục Gabriel Lekache nói rằng, đối thoại là lựa chọn khả thi duy nhất để chấm dứt vòng xoáy bạo lực đã nhấn chìm vùng đất này. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York mở đầu bài phát biểu với lời lên án mạnh mẽ của Tòa Thánh đối với mọi hoạt động khủng bố và đặc biệt là cuộc tấn công tàn bạo do Hamas tiến hành vào ngày 7 tháng 10 chống lại người dân Israel và yêu cầu thả ngay các con tin. Đồng thời, Ngài cũng nhắc lại mối quan ngại về tình hình nhân đạo thảm khốc ở giải Gaza với những nạn nhân vô tội và nỗi đau khổ vô cùng đối với người dân ở đây. Ngài nói rằng nếu mỗi người đều có quyền được bảo vệ thì càng có thêm lý do để bảo vệ trường học, những nơi đón tiếp, chăm sóc và thờ phượng. Đức Tổng giám mục kêu gọi tránh leo thang chiến tranh, đồng thời Ngài cũng khuyến khích Hãy làm mọi thứ có thể để tránh một thảm họa nhân đạo và để có thể thả các con tin Israel. Do đó, đại diện tòa thánh đánh giá cao và khích lệ công việc của cơ quan cứu trợ và làm việc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông là cơ quan của Liên Hiệp Quốc nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Trích lời Đức Thánh Cha Francisco trong Fratelli Tutti, Ngài nói, trước sự tuyệt vọng ngày càng tăng có thể giúp mang lại cho mọi người tị nạn Palestine trẻ cơ hội để định hình tương lai của chính họ và tham gia vào nhiệm vụ cấp bách là thúc đẩy một nền văn hóa gặp gỡ và chống lại mọi hình thức khủng bố. Nhìn về tương lai của dân tộc Palestine, Đức Tổng giám mục Katia nhấn mạnh rằng cần một nền hòa bình công bằng, đáp ứng được những nhu cầu chính đáng của người Palestine và người Israel nhắc lại giải pháp hai nhà nước luôn được tòa thánh ủng hộ ngài nói rằng điều quan trọng là các nhà chức trách hợp pháp của nhà nước palestine và chính quyền nhà nước israel với sự hỗ trợ của toàn bộ cộng đồng quốc tế thể hiện sự táo bạo can đảm trong việc đổi mới cam kết của họ đối với một nền hòa bình dựa trên công lý và sự tôn trọng đối với nhau bệnh viện của Vatican đề nghị điều trị cho em bé bị từ chối hỗ trợ sự sống ở Anh. Roma, bệnh viện nhi đồng Bambino Gesù của Vatican đã đề nghị điều trị cho bé Indi Gregory, 8 tháng tuổi, đang bị bệnh nặng. Sau khi tòa án của anh ra phán quyết rằng bé không được hỗ trợ sự sống trái với mong muốn của cha mẹ bé. Bé Gregory sinh vào tháng 2, mang một căn bệnh thoái hóa ti thể hiếm gặp, và đang được điều trị duy trì sự sống bằng máy thở tại trung tâm y tế Queen ở Nottingham, Anh. Sau khi tòa án tối cao của Anh đưa ra phán quyết rằng việc ngừng hỗ trợ sự sống là vì lợi ích tốt nhất của em bé, cha mẹ của Gregory đã kháng cáo để đưa em bé đến Roma điều trị, nhưng đơn kháng cáo đã bị thẩm phán Anh từ chối vào cuối tuần qua. Trong một cuộc họp khẩn cấp hôm thứ Hai ngày 6 tháng 11, chính phủ Ý đã quyết định cấp quốc tịch Ý cho em bé bị bận nặng và trang trải chi phí điều trị y tế cho em tại Bệnh viện Bambino Gesù của Vatican. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni viết trên mạng xã hội hôm 6 tháng 11. Họ nói rằng, không còn nhiều hy vọng cho em bé Indy, nhưng cho đến phút cuối, tôi sẽ làm những gì có thể để bảo vệ mạng sống của em và để bảo vệ quyền của bố mẹ em làm tất cả những gì họ có thể làm cho em. Theo Reuters, với quốc tịch Ý mới được cấp, vợ chồng Dean Gregory và Claire Staniford cha mẹ của bé Indy có thể kháng cáo lên lãnh sự quán Ý ở Anh để yêu cầu đưa con gái họ sang Ý để điều trị. Trước quyết định của chính phủ Ý, cha mẹ của bé Indy chia sẻ Trái tim tôi ngập tràn niềm vui vì người Ý đã mang đến cho Claire và tôi hy vọng cũng như niềm tin trở lại và nhân loại. Người Ý đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ yêu thương đối với chúng tôi và tôi ước gì chính quyền vương quốc Anh cũng như vậy. Trước đây, Bệnh viện Bambino Gesù đã đồng ý cung cấp dịch vụ điều trị y tế cho những đứa trẻ bị bệnh nặng khác, bao gồm Anfie Evans vào năm 2018 và Charlie Gard vào năm 2017. Nhưng cả hai đều bị tòa án Vương quốc Anh từ chối cơ hội đến Ý và qua đời vài ngày sau khi bị ngừng hỗ trợ sự sống. Tổ chức Christian Concern đã công bố một lá thư của Chủ tịch Bệnh viện Bambino Jesu, trong đó phát thảo một kế hoạch điều trị chi tiết cho em bé bao gồm điều trị duy trì sự sống và chăm sóc giảm nhẹ để đảm bảo sự sống sót và sự thoải mái của Indy trong khi thực hành các phương pháp điều trị. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gặp Đức Giáo hoàng Thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha tiếp tục chủ đề Lòng say mê loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ, với chứng tá của đấng đáng kính Madeleine Denprin, một phụ nữ Pháp. Cô đã cùng với những người bạn đồng hành sống hơn 30 năm trong một khu dân cư thuộc từng lớp lao động ở Paris lựa chọn sống ở những vùng ngoại vi này đã giúp cô khám phá ra tình yêu của thiên chúa trong cuộc sống hàng ngày và làm cho những người ở xa nhất biết đến tình yêu đó bằng một lối sống đơn giản và huynh đệ cô có thể cảm nghiệm được rằng chính nhờ loan báo tin mừng mà chúng ta được tin mừng biến đổi cuộc đời và các suy tư của Madeleine cho chúng ta thấy rằng Chúa hiện diện trong mọi hoàn cảnh và người kêu gọi chúng ta trở thành những nhà truyền giáo ở đây và bây giờ chia sẻ cuộc sống với mọi người tham gia vào những niềm vui cũng như nỗi buồn của họ đặc biệt cô dạy chúng ta rằng môi trường tục hóa cũng giúp chúng ta hoán cải và củng cố đức tin của mình đức thánh cha bắt đầu bài giáo lý như sau Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Tra i tanti testimoni della passione per l'annuncio del Vangelo, quelli evangelizzatori appassionati, oggi presento la figura di una donna francese del Novecento, la venerabile serva di Dio Madeleine Debreu. Tramesso, rất nhiều chứng nhân về lòng say mê loan tin mừng, hôm nay. tôi trình bày hình ảnh một phụ nữ Pháp thế kỷ 20, tôi tớ đáng kính của Chúa, Madeleine Denprin. Cô sinh năm 1904 và mất năm 1964, là một nhân viên xã hội, nhà văn và nhà thần bí, sống hơn 30 năm ở vùng ngoại ô nghèo và tầng lớp lao động của Paris. Bị choáng ngợp bởi cuộc gặp gỡ Chúa qua thị kiến, cô viết, một khi chúng ta đã biết lời Chúa, chúng ta không có quyền không đón nhận một khi lời Chúa được đón nhận, chúng ta không có quyền không để lời Chúa được sống nơi mình. Một khi lời Chúa đã nhập thể nơi chúng ta, chúng ta không có quyền giữ lời Chúa cho riêng mình. Từ lúc đó chúng ta thuộc về số những người sống lời Chúa. Sau thời niên thiếu sống trong thuyết bất khả tri, không tin vào điều gì, khoảng vào năm 20 tuổi, Madeleine gặp Chúa, bị ấn tượng bởi chứng tá của một số bạn bè có đức tin sau đó cô bắt đầu tìm kiếm Chúa biểu lộ nỗi khao khát sâu sắc mà cô cảm thấy trong lòng mình và đi đến chỗ hiểu rằng sự trống rỗng đang nổi lên sự lo âu trong lòng của cô chính là Thiên Chúa đang tìm kiếm cô niềm vui đức tin dẫn cô đến việc lựa chọn một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa trong lòng giáo hội và giữa lòng thế giới chỉ đơn giản bằng cách chia sẻ trong tình huynh đệ cuộc sống của người dân đường phố cô thưa với Chúa Giêsu một cách thi vị. Để được ở với Chúa trên con đường của Ngài, cần phải đi ngay cả khi sự lười biếng này xin chúng con ở lại. Chúa đã chọn chúng con để ở trong một tình trạng quân bình kỳ lạ. Một sự quân bình chỉ có thể được thiết lập và duy trì trong chuyển động, chỉ trong đà tiến. Hơi giống một chiếc xe đạp, không thể đứng vững nếu mà không chạy. Chúng ta chỉ có thể đứng thẳng bằng cách tiến lên, di chuyển trong sự thúc đẩy của lòng bác ái. Đó là điều mà cô gọi là linh đạo của chiếc xe đạp. Chỉ khi đi, khi chạy, chúng ta mới sống trong sự cân bằng của đức tin là một sự mất cân bằng, nhưng nó là như vậy, giống như một chiếc xe đạp. Nếu bạn dừng lại, nó sẽ ngã. Đức Thanh Cha nói tiếp, với tấm lòng không ngừng đi đến với tha nhân, Madeline để mình bị thách thức bởi tiếng kêu của người nghèo. Cô cảm thấy rằng, Thiên Chúa hằng sống của Phúc Âm phải cháy bỏng trong chúng ta cho đến khi chúng ta mang danh của người đến với những người chưa tìm thấy người. Trong tinh thần này hướng về những biến động của thế giới và tiếng kêu than của người nghèo, Madeleine cảm thấy được kêu gọi sống tình yêu của Chúa Giêsu một cách trọn vẹn và cụ thể theo từng chữ, từ giàu của người Samari nhân hậu đến giấm của đồi Can Vê. nhờ đó dâng hiến cho người tình yêu vì tình yêu, để bằng cách yêu người hết lòng và để mình được yêu đến cùng hai giới răn quan trọng nhất của đức ái nhập thể trong chúng ta và trở nên một. Cuối cùng, Madeleine cho chúng ta thấy một điều nữa, qua việc loan báo tin mừng, chúng ta được phúc âm hóa, khi loan báo tin mừng, chúng ta được tin mừng hóa. Vì vậy, cô nhắc lại lời thánh Phaolô, khốn cho tôi nếu việc loan báo tin mừng không phúc âm hóa chính tôi. Khi nhìn vào chúng ta tin mừng này, chúng ta cũng học được rằng trong mọi hoàn cảnh hoàn cảnh cá nhân hay xã hội của cuộc đời chúng ta. Chúa hiện diện và kêu gọi chúng ta sống trong thời đại của mình, chia sẻ cuộc sống của người khác, hòa nhập vào những niềm vui và nỗi buồn của thế giới. Đặc biệt, cô dạy chúng ta rằng ngay cả những môi trường tục hóa cũng giúp chúng ta hoán cãi. Bởi vì việc tiếp xúc với những người không có đức tin thúc đẩy người có đức tin liên tục xem xét lại cách tin của mình và khám phá lại đức tin trong sự cốt yếu của nó. Chớ gì Madeleine Danhkhơi dạy chúng ta sống đức tin trong hành động. Có thể nói, đức tin này hiệu quả đến nỗi mọi hành vi đức tin đều trở thành một hành vi bác ái trong việc loan báo tin mừng. Cảm ơn anh chị em. Fa un atto Vào cuối buổi tiếp kiến chung, một lần nữa, Đức Thanh Cha kêu gọi một nền hòa bình công bằng cho các quốc gia đang có chiến tranh. Đức Thanh Cha nói, xin Chúa mang đến cho chúng ta một nền hòa bình công bằng. Ngài mời gọi các tín hữu nhớ đến và cầu nguyện cho các dân tộc trên thế giới đang chịu cảnh chiến tranh và đau khổ do chiến tranh. Ngài mời gọi họ đừng quên dân tộc Ukraine đang bị dày xéo, cũng như dân tộc Palestine và Israel. Nhớ đến rất nhiều người đang đau khổ, các trẻ em, các bệnh nhân, những người già và nhiều người trẻ thiệt mạng, Đức Thanh Cha nhắc rằng chiến tranh luôn là một thất bại. Ngài nhắc các tín hữu đừng quên điều này. Đức Thanh Cha đã liên tục đưa ra lời kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh, tìm kiếm các giải pháp cho các xung đột trên thế giới, tại Ukraine với cuộc chiến xâm lược của Nga và bây giờ là tại Gaza trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. <laughs> Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui Chuyên và An Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 58 từ số 202 đến số 204 ừ, Qua một tuần rồi thì cậu thấy đời sống gia đình thế nào? Gì không? tôi vẫn còn tu sờ sờ ở đây mà. Trời ơi, gì <laughs> hỏi đời sống gia đình là sao sao tôi trả lời không? À, tuần trước mình bắt đầu vào cái chương gọi là mục vụ gia đình đúng không? Tôi định hỏi cậu là cậu thấy cái việc mục vụ gia đình bữa nay nó thế nào? Trời ơi, trời ông nội tôi tưởng hỏi cái gì thì thà ông hỏi đại mục vụ gia đình đi ông biết là đời sống gia đình với một vụ gia đình lớn nó nó xa nhau một trời một vực không thì ít ra nó không có hai chữ gia đình không nói vậy thì nói nhưng mà nói chung là, là xin lỗi hơi nhầm một tí. Ờ đây 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 là ông đang vô trọng tâm là tại vì ông đã thực hành được một trong ba từ mà đức thánh cha Francisco đã gọi là mắt nước cho các gia đình rồi đó. Từ gì ông? Thì có ba từ gọi là chìa khóa để mang lại hạnh phúc gia đình. Thứ nhất là làm ơn. À. Please ừ. Ờ <laughs> à. à, Thứ hai là uh, thank you thank you uh, là gì biết không cảm, cảm ơn à, cảm ơn chuyển yeah. độ ngoại ngữ cao đó <laughs> và từ thứ ba là gì xin lỗi cơn mơ vừa qua wow. Uh, xin lỗi nỗi đau vừa xa lạ wow. xin lỗi nỗi vui còn vướng lại nụ cười đôi khi đắng cay lòng này đó đâu uh, uh, xin lỗi là ông đọc giáo hướng vui ông cười vậy chứ mà đọc xong ông làm lòng tôi đắng cay lòng phải xin lỗi ngay đó, <laughs> <đúng không? cười> Ôi, ước gì mà mỗi lần mà nhắc lại bài là thấy anh huy cho một bài hát là quá chuẩn rồi Nhưng mà bây giờ cậu nhắc lại bài cũ cho tớ lần trước đi Chứ không phải là hát vu vơ rồi ông quên đâu Ồ cái này xin lỗi cậu Cậu làm ơn nhắc lại giùm tớ tôi không cảm ơn cậu nha <cười> <cười> Không tôi áp dụng ba chữ đó rồi đó Rồi nói chung là tuần trước cái cốt lõi là Các nghị phụ theo hội đồng nhấn mạnh cái gì Đó là các gia đình Kitô hữu ừ. là chủ thể chính của việc mục vụ gia đình và tôi nhớ là gia đình đó nó không phải là một gia đình khép kín đóng lại nhưng mà mở ra mở toang luôn á toan ừ. mở ra để gọi là không phải toan theo kiểu là 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 toan đâu à. mà toan ở đây á, theo nghĩa là mở hết cỡ đó là, là mở à, hết cỡ rồi. mở rộng để đón nhận rồi. mọi người khác vào trong cái gia đình lớn của mình và đó cũng là lý do mà có bài hôm nay đó bây giờ vào đó. bài mới cậu đọc thử xem bài này chắc tên là toan trăm <laughs> <laughs> số 202 đức thánh cha nói sự góp phần chính yếu cho một vụ gia đình là từ nơi giáo xứ như một gia đình của các gia đình giáo sứ kết hợp hài hòa các đóng góp của các cộng đoàn nhỏ của các phong trào rồi của các hiệp hội của hội thánh và cùng với một việc mục vụ chuyên biệt hướng đến các gia đình thì chúng ta thấy cũng cần phải có một cái gọi là công cuộc đào tạo phù hợp hơn cho các linh mục các ừ. phó tế các tu sĩ nam nữ ừ. các giáo lý viên và các tác viên mục vụ khác wow hóa ra là giáo sứ cũng là một gia đình lớn đấy chứ wow. hả đúng rồi phải quan tâm huấn luyện những người huấn luyện đó và đức thánh cha cho chúng ta biết một thông tin đó là những cái phúc đáp á, cho cái việc tham khảo ý kiến được gửi đến trên toàn thế giới chắc là của các giám mục hay là các giáo phận gì đó chăng à, thì có nêu lên nhận định rằng là các thừa tác viên có chức thánh thường được đào tạo Ồ, oh, oh thiếu phù hợp ừ. oh, thiếu phù hợp các thừa tác viên có chức thánh thường được đào tạo thiếu phù hợp để có thể đối phó đối diện với các vấn đề phức tạp hiện nay của gia đình ừ, đúng rồi cái này là đức thánh cha là thẳng thắn ừ. chỉ ra những cái vấn đề còn tồn tại và ngài nói rằng theo cái hướng đó, đó thì kinh nghiệm của truyền thống đông phương lâu đời về việc linh mục kết hôn cũng có thể sẽ hữu ích hả <laughs> thì luôn hả đúng rồi ờ mà sao tự tôi thấy ông cười thì, uh... ôi thấy ông cười là tôi biết ông thích rồi cái gì ông thích câu cuối đúng không à... cái câu á là tôi nghe rõ nha ông đừng có nói bây giờ là thu rồi ông không chối được nha ông vừa mới nói là cái gì mà linh mục kết hôn cũng có thể hữu ích đó, ông phải nghe hết cái câu á tôi không nghe. biết lát tôi nhờ bạn biên tập cắt riêng cái câu đó ra đăng riêng một số trần đỉnh vừa mới nói cái gì mà linh mục kết hôn cũng có thể hữu ích trời nghe có nửa câu là toan rồi ông ơi đó ông đọc hết câu đó, thì có làm sao đây này nghe đây nè đức thiên cha nói rằng ừ. kinh nghiệm của truyền thống đông phương ủa đông phương chứ không phải là mình hả không phải. Mình, mình cũng là người Á Đông mà mình là Công giáo La tinh à đó, là Công giáo Đông phương và Công giáo La tinh à. Đó. hay còn gọi là Công giáo Roma à. nếu mà muốn nói theo các cụ thì gọi là Công giáo La Mã à tôi nhớ rồi hình như theo giáo luật của Công giáo La Mã đó ừ. thì thì các linh mục không có lập gia đình đúng không ừ chắc là các linh mục Đông phương chắc là có nhiều kinh nghiệm làm một vụ gia đình lắm á Thật ra thì phải đến mà hỏi họ thì mới biết được Chứ giờ mình ngồi đoán cũng không biết được Thôi mai ông kiếm vé máy bay tôi qua Hy Lạp tôi hỏi <laughs> thử coi sao Nhưng mà tôi tin rằng cái gì nó có lợi cái hại của nó đúng không? Ừ thì trên đời này cái gì nó cũng có hai mặt không? Ừ. Đâu có đòi cứ lợi suốt được Vậy bây giờ mình chắc mình phải làm một quẻ bói thôi <laughs> Bói làm sao bói làm sao? Cái gì bói toán ở đây ông Đạo chúa phải bói toán gì ở đây? Không thì ngày trước có bà cậu không nhớ à? Bà già đi chợ cầu đông Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng à? có lợi, đó. lợi. thầy bói xem quẻ nói rằng ừ. lợi thì có lợi à? nhưng mà răng thì chẳng còn <cười> <cười> cho nên đó, túm lại là dù là đông hay là tây gì đó thì để mà dấn thân vào trong cái vùng trời minh mông bao la bát ngát của một vụ gia đình đó thì người làm một vụ phải được chuẩn bị đầy đủ tức là được đào tạo cho kỹ lưỡng đúng rồi và để mà chuẩn bị kỹ hơn đó, thì cậu nên đọc số tiếp theo để xem nó chuẩn như nào để coi nha Đức Thánh Cha viết là phải chuẩn rồi mình cứ đọc thôi quan trọng là có đọc chuẩn không thôi số 203 các chủng sinh cần được đào tạo rộng hơn theo liên ngành về mục vụ chuẩn bị hôn nhân và gia đình chứ không chỉ đơn thuần là về lý thuyết đó, phải là học bài cu xong rồi thi rồi, rồi 90 điểm xong rồi bởi thế mấy ông thầy người ta nói người ta nói vậy tôi nói nha ừ. người ta nói mấy ông thầy trước khi đi tu mà có người yêu là, là 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 có nhiều kinh nghiệm kinh nghiệm một vụ gia đình đúng không ừ, kinh nghiệm một vụ gia đình thì người ta có kinh nghiệm mà ừ, thế nhìn thấy trần đỉnh vừa nói cái câu cho người ta có kinh nghiệm mà thật là đầy cái sự uh, nói là gánh tức thì không đúng nhưng mà một sự tuổi thân uh, quý vị ạ một sự tuổi thân thôi <laughs> chúng ta đọc tiếp nha ông thôi trần đỉnh lại tiếp tục tuổi thân đức thanh cha nói hơn nữa việc đào tạo không luôn cho phép họ bày tỏ thế giới tâm lý tình cảm của họ nhưng mà trái lại thì một số chủng sinh cũng mang trong mình một kinh nghiệm của một gia đình bị thương tích không có cha hoặc không có mẹ ừ. và sống trong một tình trạng cảm xúc gọi là thiếu ổn định thật ra là uh, những người mà gọi là được đào tạo để sau này là một vụ hôn nhân gia đình nữa, đúng không ừ. và khám phá ra nơi chính bản thân họ có những cái vết thương có những cái tổn thương có những cái thiếu thốn À, liên quan đến uh, tâm lý, uh, tình trạng cảm xúc thiếu ổn định do quá khứ, do tình cảnh, hoàn cảnh gia đình vân v, v. Á, thì có lẽ là chính họ phải cần được chữa lành trước. đúng, đúng rồi. Để sau đó đi chữa lành cho người khác. Bởi vì ừ. tránh một cái trường hợp gọi là họ chạy trốn, á, ừ. hoặc là có cái nhìn méo mó về đời sống gia đình. Á. Ừ. Và chính những người này lại truyền một cái nhìn tiêu cực về đời sống gia đình. Ta bảo thì là luôn. mù mà dắt mù thì đang cù xuống hố. Ừ. À. Còn uh, một người có kinh nghiệm thì sẽ giúp được người khác rất là nhiều. Hơn. Và nói tóm lại thì Đức Thinh Tra nói rằng cần phải đảm bảo một chương trình đào tạo giúp các thừa tác viên tương lai trưởng thành có được sự quân bình tâm lý do cái nhiệm vụ, do cái sứ mạng đòi hỏi. Và để có được cái sự gọi là quân bình tâm lý như thế thì những cái mối liên hệ trong gia đình phải nói là nền tảng để củng cố lòng tự trọng lành mạnh của các chúng sinh. Và bởi thế, để giúp họ kiên vững trong thực tế thì việc đồng hành của các gia đình trong suốt quá trình chủng viện và để sống linh mục là cực kỳ quan trọng. Đấy chứ đâu phải chỉ có học với thi không đúng không? Ừ. Rồi lâu lâu phải gọi điện về cho gia đình đúng không? Ừ, quan tâm đình... cái nhìn đó. Ừ, thôi mong đừng nói nữa. Đọc tiếp đi. Tôi tôi, tôi sợ ông nhớ nhà, tôi <laughs> nhớ 3 năm rồi ông không được về Việt Nam đúng không? Nó xin lỗi bà cô nha. Không biết là định nói tiếp là khóc nên con phải chặn ngay. À. <laughs> nói tóm lại thì theo nghĩa đó nên có sự kết hợp giữa thời gian của chủng viện với những thời gian khác trong giáo xứ, ừ. điều đó giúp họ tiếp xúc nhiều hơn với thực tế cụ thể của các gia đình. Nghĩa là gọi là việc đi thực tập đó phải không? Thực tập Đúng một rồi. vụ đó phải không? Nên học triết xong mà là phải đi vào gia đình thì mới thấy triết học là nằm trong gia đình đó. Ừ. ừ. Thần học ở đâu bây giờ? Thần trong học... gia đình. Đúng rồi. Thần vậy học ba ngôi trong gia đình, à. thấy không? Kitô học cũng trong gia đình luôn, thánh thần gì, thần khí học gì trong gia đình hết, giáo hội học cũng <laughs> có trong gia đình luôn. Ừ. và tôi thấy Đức Thính Cha chốt lại cái ừ. câu này hay nè suốt cuộc đời mục vụ của mình ừ. linh mục gặp gỡ các gia đình nhiều nhất thì không ta nói chung tất cả những người mà không ở trong dòng kín thì đều gặp các gia đình hết trơn à. nhưng mà ở đây cũng phải tránh một số trường hợp nha. hợp gì không gặp gỡ gì xấu xa thôi chắn có những người mà về quê gặp bố mẹ xong á không muốn rời đi luôn không muốn rời đi đấy là tại sao người ta bảo rồi một phút xa nhau vạn lần nhớ ừ. một lần gặp gỡ vạn lần mơ wow, làm thơ ừ. luôn <laughs> nhưng mà cái thể tôi nghi phải gặp bố mẹ vạn lần mơ tôi nghi là đúng là về thăm bố mẹ mà gặp người khác á như <laughs> <laughs> học lớp cũ chẳng hạn đó thì nguy hiểm thì nguy hiểm thì gọi là quyến luyến lịch lạc đó Hồng ơi gặp gia đình hay là gặp ai đó thì ừ. cũng cũng là được hết trơn á ừ. bởi vì sao đức thanh trà nói là sự hiện diện của giáo dân và gia đình, ừ. đặc biệt là sự hiện diện của người nữ ừ. trong việc đào tạo linh mục. À. Đó, giúp họ biết quý trọng sự đa dạng và bổ túc của nhiều ơn gọi khác trong hội thánh. À tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Trời ơi dễ hiểu mà nó là sao? Trời ơi. để nhìn <laughs> có người nữ ở đây là sao? Linh mục mà sao lại đi gặp người nữ? Thì người nữ ở trong gia đình hay là mẹ à, là chị rồi đúng bà gì đó đó đúng rồi nếu mà không mở ra đó ừ. thì người ta sẽ có cái nhìn gọi là thiên lệch à không đúng có đúng đắn về đời sống gia đình ừ. mà cũng không có một cái sự trưởng thành trong đời sống tình cảm à cái đó gọi là tự do nội tâm con tim tin tự do gì đúng, đúng không thăm thoát gì đó, đó đúng rồi. À. rồi hết số 203. nhưng mà có một thắc mắc ở đây ừ. đó là tại sao đang nói đến gia đình đúng không ừ. tự nhiên lại nói đến chủng sinh các kiểu nhỉ ông đúng là nói cái gì người ta phải nói cho nó có chiều sâu à. mà đào vô được chiều sâu thì người ta phải thấy được cái cái nguồn cội à. có ăn quả mà không nhớ kể trong cây rồi cái gì tự nhiên là có quả với cây ở đây nữa không cái số vừa rồi đó là quả đó. À. còn số trước nữa là cây cây ở đây là cây gì thì cậu nhớ mở đầu số trước nói gì không à, cái gì mà cái việc mà góp phần chính yếu của việc một vụ gia đình là ừ. từ các giáo sứ đúng không đúng rồi. nhớ đến đó thôi mà giáo sứ thì có ai thì tất nhiên là phải có ông cha xứ rồi thì đó cần có cha xứ cho nên mới phải có chủng sinh bởi à. à, vì chủng sinh là cha xứ tương lai à. trời tôi thấy cái cây của ông sao mà nó xoắn quá à, cái này tôi mới trồng à, đại khái Đức Thánh Cha nói là chúng ta phải chuẩn bị kỹ à. nào là sự đồng hành của gia đình trong suốt thời gian chuẩn viện nào à. là có nhiều kinh nghiệm thực tế khác nhau tại các giáo xứ rồi nào là sự hiện diện của người nữ trong việc đào tạo linh mục thôi 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 ông ơi ừ. tôi thấy là đủ lắm rồi ông mà thêm chút nữa thì chắc là tôi phong ông là gọi là cha giáo đại chủng viện là vừa thôi thôi tôi không có cần tôi không có mơ gì giấc mơ không thầm, đâu mới quá số mới đi ừ. <laughs> rồi số 204 các phúc đáp cho việc tham khảo ý kiến cũng bày tỏ sự tha thiết về việc cần thiết phải đào tạo các tác viên giáo dân của một vụ gia đình với sự giúp đỡ của các nhà tâm lý giáo dục này các bác sĩ gia đình này, các bác sĩ cộng đồng này, các nhân viên xã hội này, các luật sư cho trẻ em và gia đình. Và cái công việc này á, phải được thực hiện với tinh thần cởi mở. Tức là gì? Là đón nhận sự đóng góp của những cái ngành khoa học như là tâm lý học nè, xã hội học nè, rồi tính dục học nè, rồi thậm chí là khoa tham vấn gì mà counseling gì đó. Đúng rồi. À và các nhà chuyên môn đặc biệt là những người có kinh nghiệm đồng hành ừ. thì chính họ là những người giúp đưa các hướng dẫn mục vụ vào những hoàn cảnh thực tế. À, tại vì hướng dẫn mục vụ là in trên trên giấy đúng không? Trên sách vở, cho nên nó là bây giờ phải cần người để mà đưa hướng dẫn nó vào trong cuộc sống. Và đặc biệt là phải xoáy sâu vào những cái bận tâm cụ thể của gia đình chứ không Đấy. phải là mộng mơ, chứ không phải là Đấy. những cái dự án chiến lược không không. không? Thật ra tôi cha nói rằng là các chương trình và các khóa đào tạo dành riêng cho các tác viên mục vụ. Cái bốn cái chữ này nó hay lắm rồi, tác viên một vụ ừ. rất là hay hay như thế nào giọng tôi nó hay <laughs> nói nó hay nhưng mà về ý nghĩa của nó là gì tác viên là gì là những cái người nó không phải là người chính à. nhưng mà là những người gọi là cộng tác và những người thừa, thừa tác. tác viên nữa là cái cánh tay nối dài của Chúa Giêsu họ là gọi là hiện thân của Chúa Giêsu trong wow. cái việc mục vụ tại vì nói là việc mục vụ là việc của một tử nhân lành. Wow. một tử nhân lành duy nhất chỉ là Chúa Kitô thôi chứ ai mà xứng đáng à. nhưng mà bây giờ Chúa mời gọi như một cái ơn gọi dành cho những người kỹ tô hữu trở thành tác viên của ngài đúng rồi ông đúng là có cái ơn gọi làm giám đốc đại chủng viện đó thôi tôi giờ tôi đang mâm mê cái chất uh, ban biên tập radio vatican này thôi còn chưa <laughs> được nữa nè <laughs> nhưng mà ông, cuối cùng thì ông chốt lại cái các cái chương trình các khóa đào tạo này dành cho các tác viên mục vụ thì nó cụ thể là cái gì thì cụ thể là dạy gì thì dạy đào gì thì đào tạo gì thì tạo phải cho họ có khả năng để mà áp dụng vào thực tế tức là đưa cái chương trình chuẩn bị hôn nhân hòa nhập vào cái đời sống năng động rộng lớn hơn của hội thánh. Ừ, đúng rồi và chính cái việc mà chuẩn bị mục vụ tốt như vậy á thì nó là điều quan trọng đúng không? Ừ. bởi vì ngay cả đối với các cái tình huống khẩn cấp á, mà cái những cái tình huống gọi là nam giải ngay ừ. bây giờ đó là bạo hành gia đình ừ. và việc lạm dụng tính dục à, là một điều gọi là cần phải có những cái chuyên viên thực sự. Chuyên viên đúng mà chứ ừ. còn nếu mà mình không rành mà mình bay vùng mình giúp thì những cái lại là sôi hỏng bỗng không như đúng đó. rồi mà những cái tổn thương trong gia đình nhiều khi nó còn nặng nề hơn nữa ừ. nhưng mà tất cả những cái trợ giúp mà về mặt tâm lý rồi xã hội rồi ừ. tham vấn các kiểu đó ừ. Rồi những cái tác viên một vụ đó thì không những là không làm suy giảm cái giá trị nền tảng của việc linh hướng rất là ừ. quan trọng mà còn bổ túc hay là củng cố thêm cho cái giá trị đó không bổ túc và củng cố vào các cái nguồn mạch thiên liêng vô giá của hội thánh đặc biệt là bí tích hòa giải. Đúng rồi, bí tích ừ. hòa giải là bí tích chữa lành mà. Ừ. Đó, còn bí tích thánh thể là bí tích nuôi dưỡng mà. Nghĩa là mình không chỉ có chạy đến với chuyên viên không mà mình phải chạy đến với Chúa. Bởi ừ. vì thật sự là khoa tâm lý ấy, ừ. ngày nay người ta đang nói rất là nhiều về việc gọi là tâm lý và linh đạo nó phải đi đôi với nhau. Đúng Bởi rồi. vì có những cái vết thương á, những cái chuyên viên tâm lý không có thể giải quyết được mà những cái vết thương nó chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được thôi. Ừ. Nhất Tại là vì... những cái tương quan. Tại vì con người mà nhìn như là một cái thực thể thì không chỉ dừng lại ở những cái cảm xúc mà còn có cả một cái mối tương quan với đấng thượng đế, đấng thần linh nữa Và hết số 204 này thì tôi thấy cái kỳ này nó có có vài số thôi ừ. nhưng mà cái mức độ thực hành thì tôi thấy là nó dai dẳng luôn á. Đầu tiên là đào tạo mấy ông trùng sinh nè. 7 năm. À, rồi đào tạo tác viên giáo dân này ít là 3 năm. <laughs> tính hòm hòm là cả chục năm rồi đó. Mà nghe nó có nhiều chủng viện như đào tạo 11, 12 năm luôn đó. Oai, tính cả nhà tập luôn hả? Nhà tập ông, đang nói chủng viện nhiều cái nhà tập ở đây à cái này gì gọi là năm tu đức đúng không đúng rồi đúng rồi à. đấy. nói chung là kiến thức về hôn nhân gia đình trần đỉnh hơi thiếu thốn nhưng mà về đời tu cũng khá đấy à. <laughs> tôi thấy là tính hòm hòm là cũng phải hơn chục năm rồi đúng không ừ. đúng rồi á người ta bảo là gì vì sự nghiệp 10 năm trồng cây ừ vì sự nghiệp trăm năm trong người tiện đây thì xin mách nước với lại các thính giả nghe ra huấn vui nhá ngay bây giờ xin số liên lạc của thầy anh Huy đi đúng. khoảng năm mười năm nữa là có thể xin thầy tư vấn rồi đó à, chữa lành những vết thương trong đời sống gia đình thôi đó. tôi không phải chuyên gia tâm lý tôi không dám nhận đâu nhưng mà ai đến xưng tội đó, thì nếu mà chúa thương cho làm linh mục thì tôi nhận à. Đấy. À, nhưng mà riêng ông đến xưng tội tôi không nhận được tôi xin lỗi <laughs> em đi kiếm người khác đi cha không có thiếu <laughs> làm sao mà ông xa lánh tôi vậy? Tôi thừa biết tội của ông rồi, nhưng tôi nhớ mệt đầu lắm. <laughs> Thôi bây giờ mình phải xin các thính giả của giáo huấn vui này, cầu nguyện cho ơn gọi này, cầu nguyện cho cái việc mục vụ gia đình ấy, ừ. đang còn rất là nhiều vấn đề nan giải. Và việc đào tạo các thư tác viên và các chủng sinh nữa đúng không? Ừ. Để sau này là những người sẽ dấn thân vào cái công cuộc đó. Và chính những cái sự hỗ trợ ấy là những nguồn khích lệ rất là lớn cho những người mà dấn thân vào việc mục vụ gia đình ấy, tiếp tục hăng say trên con đường sứ mạng và đem lại những hoa trái thiêng liêng và quý vị có thể đóng góp một cách thiết thực bằng là sự đóng góp vật chất cũng như tinh thần bằng lời cầu nguyện cũng như là tạo môi trường cho các chúng sinh cũng như các thừa tác viên có dịp thực tập đồng hành với các gia đình. Thế là trao niềm tin đúng không? Ừ. Vậy thì bây giờ hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin, Xin chào và, và hẹn gặp, gặp lại. lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.